26 người bị lèn chặt trong khoang xe có diện tích 3,8 m² để đưa lậu vào Đức. Mới đây, tòa án Biên-A đã mở phiên tòa xét xử David Eyre, 22 tuổi, người Slovakia, vì tội đưa lậu 26 người Việt vào Đức. Theo bản cáo trạng, ngày 21 tháng 8 năm 2018, cảnh sát liên bang Đức đã chặn chiếc xe Citroën Jumbo của David Eyre trên đường xa lộ A17 để kiểm tra tại bãi đỗ Am Heidenhof vì nhận thấy chiếc xe đã chở quá tải khoảng 800 kg. Khi kiểm tra, cảnh sát đã kinh ngạc khi nhìn thấy 26 người Việt Nam từ 15 đến 50 tuổi bị lèn trong khoang xe rộng 3,8 m² để đưa lậu vào Đức. Những người này khai đã trả 20.000 USD để được đưa lậu từ Hà Nội qua Moscow, Ukraine, Slovakia, Cộng hòa Czech tới Berlin. David E khai rằng một người quen đã hứa trả cho y 2.000 euro để chở công nhân cho một nhà dưỡng lão sang Đức. Khi nhận xe, y đã nhìn thấy có rất nhiều người Việt Nam. Y nói rằng đã cho những người Việt Nam trên xe ăn và uống nên mọi người đều khỏe mạnh, không ai phàn nàn gì. Nhưng những người Việt Nam trên xe đã phản bác lại, chỉ người lái xe là được ăn, được uống và hút thuốc. Những người khác mà muốn đứng lên là y lại la hét, bắt ngồi xuống. Phát biểu tại phiên tòa, thẩm phán Andres Bisco nhận xét, lèn 26 người vào trong một xe thì chở gia súc, người ta cũng không làm như vậy, và tuyên phạt David Eyre 3 năm tù giam. Quý vị vừa nghe qua bài của Thu Phương Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 12 tháng 2 năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị.